Hello cả nhà, mình là Happy Studio Day ạ. Cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Tiếp tục diễn biến tập trước, Sung Jun tìm thấy hồ sơ nhận nuôi của Jung và ngạc nhiên nhận ra rằng bức ảnh trong hồ sơ chính là Yeon Jae. Trong lúc này, Sung Hun tỉnh dậy trong bệnh viện và thấy Jung In Seong đang nhìn chăm chăm vào anh. Jung định bóp cổ Sung Hun nhưng phải dừng lại và bước ra ngoài khi Moon Kang vào trong. Sung Hun hoảng hốt cố gắng nhấn nút khẩn cấp nhưng ông ta đã giữ anh lại. Moon Kang yêu cầu anh nói ra Yeon Jae đang ở đâu thì ông sẽ cho anh được sống. Sung Hun nói rằng ông ta quá ngu ngốc khiến Moon Kang bóp cổ anh và anh nói rằng ông không thể nào bắt được Yeon Jae đâu. Ông ta định giết Sung Hun nhưng dừng lại khi nhớ ra rằng Jung vừa rời khỏi đây và nhanh chóng lao ra tìm kiếm Jung nhưng không thể tìm thấy. Buổi sáng hôm sau, Sung Jun vội vàng đến nhà hàng In Seong và nhìn thấy nhà hàng đã đóng cửa. Trong lúc này, bà Kim đang bận nấu một bữa ăn ngon cho con trai mình nên không thể nghe điện thoại của Sung Jun. Jung bước vào và nói rằng anh sẽ không ăn sáng. Anh nhớ lại cảnh khi mình vẫn ở trong trung tâm phúc lợi hy vọng. Lúc đó anh nhìn thấy số 12 đang khóc trong góc và nói rằng anh ấy nhớ mẹ của mình. Khi biết số 12 bị mẹ mình bỏ rơi, Yeon Jae hỏi liệu số 12 có muốn giết bà ta hay không. Sau đó, anh nhận ra rằng số 12 vẫn nhớ mẹ của mình và bỏ đi. Nhưng nếu số 12 có thay đổi ý định thì hãy bảo lại cho anh. Hiện tại, Jung mỉm cười và nói rằng sẽ ăn đồ của bà nấu. Sung Jun gọi lại nhưng đã bị Jung tắt đi và nói với bà rằng chỉ là cuộc gọi rác mà thôi. Sung Jun nhanh chóng đến nhà Jung để tìm kiếm nhưng không thấy ai ở nhà cả. Jung hỏi bà Kim tại sao lại bỏ rơi anh tại công viên khi còn nhỏ. Bà ngơ ngác và nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà đã bỏ rơi con trai của mình và ra đi. Nhưng bà đã rất hối hận và vội quay lại chỗ đó nhưng không thể tìm thấy con trai mình ở đâu cả. Bà bối rối và phủ nhận điều anh vừa nói. Trong khi đó, Sung Jun đến thăm Sung Hun và nhìn thấy anh trai mình đã tỉnh dậy. Anh hỏi tại sao Sung Hun lại tới đó và thừa nhận rằng anh đã theo đuôi anh trai mình vì anh đã nghĩ rằng anh ấy là thủ phạm. Sung Jun nói rằng Sung Hun có nhiều điều mờ ám và thậm chí còn có chiếc giày dính sơn vàng và cả áo khoác đen trong xe. Sung Jun nhớ lại mình đã nhìn thấy đôi giày của kẻ giết người có sọc sơn vàng nhưng giờ Sung Jun không còn nghi ngờ anh ấy nữa. Sung Jun vẫn muốn biết tại sao Sung Hun lại nói dối về điều đó. Sung Hun nói rằng anh muốn tìm ra thủ phạm thực sự và Moon Kang cũng đang cố gắng tìm kiếm kẻ giết người. Còn quần áo trong xe của anh là quần áo anh mặc khi theo đuổi thủ phạm và lớp sơn màu vàng đã bị dính phải khi anh theo đuôi kẻ giết người ở công viên. Sung Hun xác nhận rằng thủ phạm chính là Jung. Sung Jun báo cho đội trưởng của mình về hung thủ và phát lệnh truy nã. Thanh Cha Na và Seok Gu đến văn phòng của Jung và họ bị sốc khi phát hiện ra một người khác đang làm việc ở đó cũng tên là Jung In Seong. Thanh Cha Na thông báo với Sung Jun biết điều này và vị trí của bà Kim. Sung Jun đến nơi và biết Jung đã ra ngoài. Sung Jun yêu cầu bà làm xét nghiệm DNA nhưng bà Kim đã từ chối làm điều đó. Sung Jun nói với bà có thể gặp nguy hiểm nhưng bà Kim nói rằng bà đang trân trọng từng giây phút bên cạnh con trai mình và bảo Sung Jun nên rời đi. Lúc này, Eun Ki muốn biết những gì mà Sung Hun muốn làm mà trước kia lại không thể làm được. Anh mỉm cười và hỏi tại sao cô ấy lại làm điều này. Cô nói rằng đó là để giết thời gian và anh không được ghi gì liên quan đến công việc. Trong khi đó, Sung Jun và Seok Gu theo dõi đầu bếp Lee. Lúc này, anh nhận được DNA của Jung không khớp với bà Kim nhưng nó khớp với chị gái Yeon Jae. Sung Jun vội vã quay lại thì thấy bà Kim đã biến mất. Ở một nơi khác, phóng viên Bae cố gắng thoát ra nhưng ngay sau đó, Jung đã đến. Bae muốn biết tại sao Jung lại làm điều này với mình. Jung nói Bae đã giấu cuộn băng từ trung tâm phúc lợi hy vọng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Jung dọa anh có nên giết Bae không khiến ông sợ hãi và cầu xin sự tha thứ. Yeon Jae gọi Bae là đồ thảm hại và đảm bảo rằng anh sẽ chưa giết ông ta. Yeon Jae đẩy Bae vào trong và lúc này đầu bếp Lee cũng xuất hiện ở đây. Sở trưởng Yeon nhận được một bức ảnh ông đứng cạnh Yeon Jung khiến ông hốt hoảng gọi vào số đã gửi tin nhắn này và Bae đã bắt máy. Ông cho Moon Kang xem và nói Bae sẽ giao bằng chứng để đổi lấy 100 triệu. Sở trưởng Yeon không tin Bae dám làm điều đó mà chắc chắn là Yeon Jae đã giật dây và đây là cơ hội để loại bỏ Yeon Jae. Trong khi đó, bà Na cũng đang lo lắng và chờ đợi điện thoại của một người nào đó. Eun Ki đang nấu ăn và nhận được một bức ảnh thấy mẹ cô đang bị trói và bất tỉnh. Jung gọi cô và nói rằng mạng sống của mẹ cô đang nằm trong tay cô. Anh yêu cầu cô một mình đến đó mà không có cảnh sát nếu không mẹ cô sẽ chết. Eun Ki nhanh chóng đến gần một chiếc taxi và nhìn thấy đầu bếp Lee là tài xế. Thẩm phán Ryu đang lo lắng cho vợ của mình vì bà đi gặp ai đó mà lại tắt máy và đã rút ra rất nhiều tiền mà không bỏ gì với ông cả. Các thanh tra không thể liên lạc được với các nạn nhân và Sung Jun nghi rằng Yeon Jae đang tập trung mọi người lại một chỗ. Mọi người chia ra tìm kiếm. Thanh tra Na và Seok Gu đi tìm đồng hồ của bà Đồng thì phát hiện ra nó đang bị treo trên một cành cây ở trong rừng. Trong khi đó, đầu bếp Lee chở Eun Ki đến một nơi và cô nhìn thấy mẹ của Sung Jun đang bất tỉnh ở đó. Eun Ki hỏi tại sao anh lại làm thế trong khi thậm chí anh còn không ở trung tâm phúc lợi hy vọng.
Anh không trả thù cho anh trai của mình vì anh trai của anh cũng không thể quay lại nữa và nói rằng anh không thể để ai đó chết một mình được. Cô hỏi liệu anh có phải đang nói về Yeon-jae không thì Lee bỏ đi. Sung-hun đang xem bức vẽ của số 45 và nhận ra trong đó ẩn chứa địa chỉ nhà nghỉ nơi chị gái Yeon-jae đã bị nhốt. Hai anh em lái xe đến đó và bên trong có một quả bom hẹn giờ. Yeon-jae gọi Sung-jun và nói với anh rằng mọi người trong nhà đều vẫn còn sống. Yeon-jae có một món quà bên trong thùng phi dành cho anh. Khi họ mở ra thì thấy một xác chết bên trong. Sung-jun gọi điện để cử đội phá bom và pháp y đến đây. Tuy nhiên, ngôi nhà quá yên tĩnh và dường như đây là cái bẫy để giữ chân họ. Sung-hun nói rằng trung tâm phúc lợi hy vọng là nơi duy nhất mà Yeon-jae có thể đến. Trong khi đó, sở trưởng Yeon tỉnh dậy và nhớ lại lúc ông đến với túi tiền trên tay. Ông nhìn thấy mọi người bất tỉnh đang ở trong từng phòng giam. Yeon-jae bước đến gọi ông là cảnh sát bẩn thỉu. Yeon ném túi tiền xuống và mỉm cười khi chuẩn bị bắt được Yeon-jae. Thế nhưng, sở trưởng Yeon không thấy Moon Kang xuất hiện và nghĩ ông ta đã phản bội mình. Ông cố gắng chạy ra ngoài nhưng đã bị bắn thuốc mê bất tỉnh. Hiện tại, ông nhìn thấy Moon Kang với vết thương ở chân trong góc phòng và đến trách móc vì đã phản bội ông ta. Thì ra Moon Kang bị Yeon-jae lừa đuổi theo và bị dính bẫy như cách ông đã đi săn những đứa trẻ trong quá khứ. Eun-ki đã tỉnh dậy và cố gắng đánh thức mẹ mình. Mọi người trong từng phòng giam cũng đã tỉnh dậy theo và ra khỏi phòng giam của họ. Họ đã biết chính Dung là hung thủ và nhìn thấy một quả bom ở bên ngoài khiến tất cả đều sợ hãi. Họ nghe thấy giọng nói của Yeon-jae qua loa nói rằng thứ anh muốn chính là mạng sống của họ. Trong xe của mình, Yeon-jae bật cười khi thấy vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt họ. Yeon-jae nói rằng sẽ để tất cả họ sống tiếp nếu một người trong số họ chịu chết vì những người khác trong 10 phút nữa. Bộ hẹn giờ được bật lên khiến mọi người hoảng hốt. Eun-ki nhắc nhở mọi người rằng Yeon-jae là một kẻ giết người hàng loạt và họ nên tìm cách để tất cả mọi người sống sót thoát ra khỏi đây. Nhưng Moon Kang và sở trưởng Yeon nói rằng giết một người là cách tốt nhất để họ thoát khỏi đó. Bà Na cũng đồng tình với điều này và nói rằng họ nên chọn một người. Bà Kim tình nguyện được chết và Moon Kang đứng dậy để tiến tới giết bà. Eun-ki đứng chắn và không muốn bà chết vì bà Kim không làm gì sai cả. Bà Đồng Quân đồng ý với Eun-ki và nói rằng đã nhìn thấy Moon Kang kéo lũ trẻ đi 20 năm về trước. Tất cả tranh cãi và cố gắng vạch trần sự thật đằng sau trung tâm phúc lợi. Bé nói Na đã hối lộ ông ta để chôn vùi câu chuyện. Còn bà Na nói rằng chính sở trưởng Yeon là người đã nhốt những đứa trẻ mất tích ở trung tâm phúc lợi để lấy tiền hỗ trợ và nói dối cha mẹ của những đứa trẻ rằng ông không thể tìm thấy chúng. Bà Kim rất sốc và nhớ lại quá khứ khi bà được Yeon an ủi và cố gắng tìm người con trai thất lạc cho bà. Hơn nữa, bé nói rằng Yeon đã giở trò đồi bại với Yeon Jung. Cả nhóm quyết định rằng Yeon là người xấu nhất trong số đó và đáng phải chết. Yeon hoảng hốt khai hết mọi tội ác của Moon Kang và ông ta mới là người tồi tệ nhất ở đây. Eun-ki nói rằng ông ta cũng không khác gì kẻ giết người hàng loạt. Ông tức giận định giết Eun-ki nhưng mẹ cô và bà Kim đã che chắn giúp cô. Thế nhưng ông đã đẩy bà Kim ra để giết Eun-ki thì lúc này mẹ cô hét lên rằng Eun-ki là con gái của ông ta. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Còn Eun-ki không thể tin điều mình vừa được nghe. Yeon-jae đi đến và nói cho cô biết rằng chó điên đã cưỡng bức mẹ cô nên mới sinh ra cô. Anh buồn chán vì không ai biết và điều này chẳng thú vị gì cả. Khi định bỏ đi, sở trưởng Yeon đã cầu xin Yeon-jae tha thứ và để họ đi. Ngay sau đó, Yeon-jae nghe thấy một tiếng còi báo động. Anh nhanh chóng ra xe của mình và nhìn thấy Sung-jun đang đi xuống nơi giam giữ. Anh tìm thấy tất cả mọi người bên trong phòng giam và quả bom chỉ còn 45 giây. Yeon-jae mỉm cười nói rằng anh đã chơi theo luật và chuẩn bị phát nổ quả bom. Nhưng anh ngạc nhiên khi không thấy vụ nổ nào xảy ra. Thấy vậy, Yeon-jae nhanh chóng đi xuống với khẩu súng săn trên tay nhưng phát hiện ra căn phòng đã trống rỗng. Anh bước lại gần và thấy Sung-hun đang đứng bên trong một phòng giam. Còn Sung-jun giơ súng lên và đã bắt Yeon-jae. Liệu diễn biến các tập tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng Happy Studio theo dõi các tập tiếp theo nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và may mắn. Tạm biệt.